Xin chào tất cả các bạn, tôi là Đỗ Thắng, số sinh viên 174232. Thì hôm nay em sẽ làm video thứ 5 về bài tập điều khiển 8 led 7 đoạn đếm theo yêu cầu. Và led 1, led 2 sẽ là đếm từ 00 đến 15, mỗi lần tăng một giá trị. Led 7, led 8 sẽ là đếm xuống 26 xuống 0, mỗi lần giảm hai giá trị, và các led còn lại hiển thị dấu trừ. Và cái chú ý ở đây là việc đếm lên và đếm xuống xảy ra đồng thời và lặp lại theo chu kỳ. Thì để làm được bài này, đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành vẽ mạch nguyên lý. Thì ở đây sẽ mạch nguyên lý. Đây là mạch nguyên lý sẽ sử dụng con vi điều khiển BitKit 16F887 và các thành phần, đó là một con cái thạch anh và thứ hai là tụ điện. Đây là nút nhấn và ta sẽ sử dụng module led 8 led 7 đoạn. Và để thay thế cho các transistor thì ở đây em sẽ dùng 8 cái cổng NOT để cho cái việc đáp ứng thời gian nó sẽ được nhanh hơn. Và việc kết nối vào con vi điều khiển này thì được kết nối như sau. Chân master clear thì sẽ được nối với một nút nhấn cũng như một con tụ điện. Đây sẽ làm nút nhấn reset toàn bộ mạch. Và chân OCS2, OCS1 sẽ được nối vào thạch anh 20m để cấp xung. Và ở đây thì module led 7 đoạn nó sẽ có các chân từ A đến G và từ 1 đến 8. Chân A đến G là để đưa vào cái dữ liệu cần để hiển thị. Thì ở đây em sẽ nối vào các chân từ RC0 đến RC7, RC6. Và chân từ 1 đến 8 này là để chọn thứ tự led để hiển thị. Thì sẽ nối vào chân RD0 đến RD7 và thông qua một cổng NOT để cho phép con led này có thể sáng hay là không. Tiếp theo thì sẽ tới phần lưu đồ. Và ta sẽ tiếp tục giải thích lưu đồ. Thì đầu tiên là begin, sau đó là chúng ta sẽ tiến hành khai báo thư viện, khai báo biến cũng như là viết chương trình con để hiển thị led. Và cái chương trình con đó thì nó sẽ gồm một mảng để chứa các dữ liệu hiển thị của 8 led. Đầu tiên sẽ gắn vào dữ liệu hiển thị thì sẽ cho led 1, led 2 lưu led 1, giá trị của led 1, led 2 vào cái biến đếm lên, và cái led 7, led 8 sẽ là biến đếm xuống. Thì còn biến ngược lại thì sẽ là dấu gạch ngang. Thì đầu tiên mình sẽ cho nó hiển thị là gán cái giá trị của ban đầu vào và cho nó hiển thị ra 8 led 7 đoạn. Thì tiếp đó thì sẽ cho biến đếm lên cộng cộng và biến đếm xuống giảm 2. Sau đó sẽ vào hai nhánh điều kiện này, nếu mà biến đếm lên lớn hơn 15 thì biến đếm lên sẽ trả về 0, và nếu mà sai thì nó sẽ không có làm gì hết. Và nếu biến đếm xuống bé hơn 0 và biến đếm thì cái biến ở đây là mình biết nhầm, thì biến đếm xuống nó sẽ bằng 0. Đây sẽ là biến đếm xuống nó sẽ bằng 26. Và sau đó thì chương trình sẽ kết thúc và bắt đầu, và nó sẽ quay lại và phần gán là hiển thị. Mình nói lại là cái phần ở đây là mình bị nhầm, là biến đếm lên biến đếm xuống, nếu mà biến xuống bé 0 thì cho biến đếm xuống 26. Và sau đó tiến hành vào chương trình thì đầu tiên mình phải khai báo thư viện, là ở đây sẽ sử dụng con 16F887. Và thứ hai là sẽ sử dụng một chì là 2 speak HS. Ba là sẽ sử dụng delay là 20m. Và chúng ta sẽ khai báo một cái mảng gồm có 8 phần tử, trong đó ta sẽ lưu lại là ở đây là 0 nhân
Đầu tiên người ta sẽ cho nó là xuất cái tự là cái tự gạch ngang. Ở đây sẽ cho là 0 nhân BF. Sau đó thì tất cả đều là 0 nhân BF. Và một cái mảng tiếp theo là cái mảng mã 7 đoạn để chứa 10 số hiển thị của led 7 đoạn để tiện sử dụng ở dưới đây. Và ở đây thì ta sẽ khai báo một cái biến đếm lên bằng 0, đếm xuống bằng 26 và biến quét. Sau đó thì chúng ta sẽ vô chương trình hiển thị. Đây là một chương trình con dùng để hiển thị 8 led 7 đoạn quét. Ta sẽ khai báo cái biến y và quy này là hai cái biến tạm để thực hiện hai cái vòng lặp này. Ta sẽ cho vòng lặp vì có 8 led, ta sẽ sử dụng 8 trạng thái là y biến 8 và sẽ cho output d là cái biến quét. Cái biến quét đây chính là cái biến mà cho phép bằng mới đầu thì nó sẽ bằng 0 nhân FE là cái biến cho phép cái con led chạy. Thì 0 nhân FE ban đầu nó sẽ là 0.1110. Và output C dữ liệu hiển thị ở vị trí Y. Đây là cái dữ liệu hiển thị, nó sẽ hiển thị lần lượt từ 0 cho tới tới dữ liệu hiển thị thứ 8 và sẽ cho delay 4 giây. Tiếp theo là output 0 nhân FF để thực hiện chống lem, là khi hiển thị qua giá trị khác thì nó sẽ hiển thị output là 0 nhân FF và để cho cái màn hình tắt để chống lem. Và cái biến quét này nó sẽ dịch qua trái một đơn vị, là dịch qua trái một bit thì nó sẽ thành 1101 và cứ tiếp tục vậy cho đến khi mà đủ 8 con led. Và ở đây thì ta sẽ cho nó lặp lại 30 lần tương ứng với lại ở đây thì sẽ là 4 giây, thì 30 lần sẽ là 960 giây. Vậy là đã xong chương trình hiển thị. Và tiếp theo sẽ là chương trình chính. Thì bước đầu tiên khi mà viết chương trình chính là chúng ta phải nhớ là set trích C là cấu hình, cái chân C là chân ngõ ra và chân D sẽ là chân ngõ ra. Và ở đây sẽ sử dụng một vòng lặp qua chu để hiển thị lại liên tục những cái chương trình trong đây. Thì sẽ cho cái dữ liệu đầu tiên sẽ gán cái biến dữ liệu hiển thị ở vị trí 1 là bằng mã 7 đoạn của cái biến lên và tách lấy phần đơn vị. Và dữ liệu hiển thị ở biến 0 thì sẽ bằng mã 7 đoạn của cái biến lên, tách lấy phần trục để cho nó hiển thị phần trục. Và tương tự như biến đếm xuống. Và sau đó thì sẽ cho nó hiển thị bằng cái chương trình con hiển thị này. Và tiếp đến thì ta sẽ cho cái biến đếm lên cộng thêm một đơn vị. Nếu mà biến đếm lên lớn hơn 15 thì biến đếm lên sẽ trở về 0. Và ta sẽ cho biến đếm xuống giảm 2 đơn vị. Nếu mà biến đếm xuống bé hơn 0 thì biến đếm xuống sẽ bằng 26. Sẽ tiến hành biên dịch. Vậy là chương trình không có lỗi. Sau đó ta sẽ tiến hành chạy thử. Và có thể thấy là ở giữa sẽ là 4 dấu gạch và ở đây sẽ là đếm lên, còn bên này sẽ là đếm xuống 2 đơn vị. Khi bên này đếm đến 0 thì bên này sẽ là đếm tới 13. Và hai cái quá trình này nó sẽ không ảnh hưởng đến nhau và cứ liên tục lặp lại.
Vậy là chương trình đã chạy đúng theo yêu cầu. Cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi.